Kính thưa quý vị, chú chó bất ngờ nôn ra một chiếc nhẫn cưới đến từ Wisconsin. Mới đây, một người phụ nữ ở Wisconsin đã bất ngờ tìm lại được một chiếc nhẫn cưới đã bị mất từ 5 năm trước. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chiếc nhẫn này đã được tìm thấy sau khi chú chó của bà nôn nó ra khỏi bao tử. 2 tuần trước, Louis Matikowski và cháu gái đã vô tình để cho chú chó Tucker ăn trộm một que kem. Sau khi ăn que kem này, Tucker đã bị nôn và sau đó 2 ngày, một chiếc nhẫn cưới đã chui ra khỏi bao tử của chú chó. Theo Matikowski cho biết, bà đã làm mất chiếc nhẫn nói trên cách đây khoảng 5 năm về trước. Khi đó, bà đã tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không thể tìm thấy chiếc nhẫn này. Theo các bác sĩ thú y cho biết, que kem nói trên có thể đã khiến chiếc nhẫn trôi ra khỏi bao tử của Tucker và bị chú chó nôn ra ngoài. Hiện nay, rất nhiều người hàng xóm đang tỏ ra ghen tị với Matikowski vì sở hữu một chú chó biết nôn ra nhẫn.